Từ lúc chúng ta học Phật, tiếp xúc với pháp môn này, chúng ta xem thấy người y theo pháp môn này mà tu hành, chân thật, có người đứng ra mà đi, có người ngồi mà đi. Chính mắt chúng ta xem thấy, chính tai nghe được, vậy có thể giả được hay sao? Khi chúng tôi ở Đài Loan, dường như là vào năm Dân Quốc thứ 58, tôi giảng kinh ở miền Nam Đài Loan, có một vị cư sĩ nói với tôi, tướng quân Lương Đại Nam, có một bà vợ già niệm Phật, niệm được 3 năm thì đứng giảng sanh. Khi bà ra đi là đứng mà đi, không hề có bệnh. Bà cụ này tâm địa rất hiền lương. Bình thường ngay trong cuộc sống thường ngày, đích thực là không tranh với người, không mong cầu với đời. Hoàn cảnh gia đình cũng có thể tạm qua ngày. Con cháu rất hiếu thuận. Cho nên bà buông bỏ vạn duyên để học Phật. Lúc đầu cũng không hiểu được gì gọi là Phật. Trái lại là khi nhìn thấy tượng thần thì cũng xem như Phật để bái lạy. Bồ Tát thủ địa, thành hoàng cũng là Bồ Tát, không phân biệt thần và Phật, bái lạy khắp nơi. 3 năm trước đó, con trai của bà cưới vợ, cô dâu hiểu được chút ít Phật pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi bái lạy nhiều nơi, mà chuyên ở nhà lạy A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật. Bà mẹ chồng này rất có thiện căn, liền tiếp nhận lời khuyên bảo của con dâu, không đi lạy thần nữa, chuyên niệm A-di-đà Phật, niệm được 3 năm. Hôm giảng sanh là buổi tối, khi ăn cơm tối, bà nói với người trong nhà của bà, các con cứ ăn cơm trước đi, không nên đợi mẹ, mẹ phải đi tắm rửa. Con trai và dâu rất hiếu thuận, vẫn ở đó đợi. Bà thật là có đi tắm, đi tắm rất lâu mà không thấy ra, người nhà mới vào trong xem thử, thấy bà có tắm qua. Ở trong nhà có một Phật đường nhỏ, bà mặc áo tràng rất chỉnh tề, trên tay đang cầm sâu chuỗi niệm Phật. Gọi không thấy bà trả lời, bước lại gần xem thì bà đã giảng sanh rồi, đứng mà giảng sanh. Đây là việc cách nay không lâu. Bây giờ đến miền Nam Đài Loan, khi nhắc đến chuyện này có rất nhiều người biết. Việc này sao là giả được? Còn có một người, khi tôi ở Cựu Kim Sơn nước Mỹ, có một cụ bà ngồi mà giảng sanh. Ở Mỹ đời sống rất vất vả, cả hai vợ chồng đều phải đi làm, đều đến công sở, chỉ dựa vào một người kiếm tiền thì không nuôi được cả nhà. Nếu như có con, phần nhiều là mời mẹ của mình đến. Để làm gì? Trông nom trẻ. Họ không mời ba của họ, mà mời mẹ của họ đến nấu cơm, trông con cho họ. Cho nên người già ở Mỹ cũng tương đối vất vả. Bà là một người niệm Phật, cho nên khi con trai con dâu đi làm, cháu nội đi học, bà một mình ở nhà thì niệm Phật, nên rất thanh tịnh, không ai quấy nhiễu bà. Cũng không biết đã niệm được bao nhiêu năm, không hề biết, không rõ lắm. Ngày mà bà ra đi, không biết là bà đã ra đi vào lúc nào, là vào buổi tối. Sáng sớm người trong nhà phát hiện bà cụ sáng sớm hôm nay chưa thức dậy. Bình thường đều là bà thức dậy nấu cơm sáng, sáng sớm hôm nay không thức dậy nấu cơm. Khi mọi người thức dậy thấy nhà bếp không có người dậy nấu cơm, thế là liền cho rằng bà cụ hôm nay ngủ trễ. Vì sao mà ngủ trưa đến như vậy? Đến mở cửa phòng của bà, sau khi mở cửa ra, bà cụ đang xếp chân ngồi kiết già, ngồi ở trên giường. Khi xem kỹ thì đã đi rồi, không biết được đã đi vào lúc nào.
việc hiếm thấy đó là bà cụ này vẫn còn có di chúc. Di chúc để ngay trước mặt. Không chỉ có di chúc, hiếu phục của con trai, con dâu, cháu nội, không biết bà đã bay đó từ lúc nào, đều là chính mình bà làm. Từng phần để ở ngay trước giường. Biết trước giờ đi. Bà đã chuẩn bị từ sớm. Bạn xem, hiếu phục của con cháu, bà đều đã may xong. Người niệm Phật, ngồi mà đi. Đều là những việc gần đây nhất, không phải là quá xa xôi. Chúng ta chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Cho nên, chỉ cần tâm thanh tịnh thì chúng ta có thể làm được. Tại vì sao? Đem những việc thế gian không liên quan, những việc trùng vặt xen tạp để ở trong lòng chứ. Nhất định phải học thanh tịnh. Thanh tịnh có cái tốt đến như vậy. Chân thật biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Tiền đồ là một mảng sáng lạng. Nam mô A Di Đà Phật.